Dạ, ôi chào mọi người ạ. Đây, cơm chiên hải sản nha mọi người ơi. Cơm chiên hải sản với mì sợi hải sản nha mọi người. Đây là anh đầu bếp, anh Nam đầu bếp ạ. Anh Nam đầu bếp nha mọi người. Đây. Hôm nay là hướng dẫn mọi người làm món cơm chiên hải sản. Đúng rồi, cơm chiên hải sản mọi người ơi. Đây. Đây. Đây là lục nhân nha. Đây lục nhân nha mọi người. Quá dữ luôn mọi người ơi. Lên lửa luôn. Quá dữ luôn. Lên lửa. Lên lửa luôn. Chỉ công 2 quả trứng nha mọi người. Chỉ công này 150 phải không? Nhiều anh chỉ công nhiêu anh chỉ công bao nhiêu tiền không ạ? Trời chỉ công 120. Đắt chưa vậy anh, cho mai lần hả? Trời ơi trời, không đúng rồi. Đây đây công chiên nha mọi người ơi, vô ai sống chảo nha mọi người. Đây 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 đây. Đó. Đó, quá dữ. Rồi đây. Anh Nam nha mọi người, anh Nam là bếp mọi người ơi. Anh Nam. Anh Nam là bếp. Anh Nam biết nêm nêm gì vậy Nam ơi? có vịt đó mọi người ơi, món vịt đó. Vịt nè, vịt nè, vịt vịt tí canh. Ê có niệm gì chưa anh Nam ơi? Chưa. Ê ơi nếm gì Nam ơi, đây 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 rồi đó rồi rồi đây đây bột ngọt với cà non nha mọi người. Rồi có lá luôn đây Nam ơi, đây đây tới đi. Ơi. Ngon quá luôn. Ngon trời ngon. Kỳ trời, ngon gì? Ngon. Ngon kỳ vậy? À, trời chết luôn rồi. Thiệt cái món video. Video đáng nó ngon kỳ vậy. Trời ơi trời. Cái này hồi chắc video này chắc là video này chắc là không cho trẻ em xem quá, chứ thề quá trời rồi.
Ờ đúng rồi, trên 18 tuổi xem được video này. Chứ 18 tuổi là không ổn được xem video này rồi. Rồi. Mang gì hả? Rồi mang về đây, học luôn anh ơi. Vô. Mang về nha mọi người. Cái dây bạc đâu rồi? Ủa cần luôn. Khỏi cần luôn. Bạc rồi đó, nha. Rồi. Rồi. Đấy. Đây mọi người, cơm chiên sẵn của anh Nam nha mọi người. Đây. Trong một món đó mì sợi sẵn nha mọi người. Ừ. Mì sợi sẵn. Vừa đủ 10 phút luôn đấy. Rồi ok luôn. Hai cái mì đi. Ô cho hai con mì luôn. Mì. Cho hai con mì đi. Gì? Hai con mì, cho hai con mì. Đủ đủ rau không? Đủ rau không? Đủ đủ chút sức. Thôi chưa. Đây. Anh Nam nè mọi người. Đây. Luộc cà rốt luôn mọi người ơi. Đó là món này là món mì xào hải sản. Ờ, mì xào hải sản. Anh vô là nhất luôn. Dĩ này nhiêu anh? Tầm 2 luôn. Trời đất ơi. Tầm 2 luôn. Bằng dĩa cơm luôn không? Cơm này ờ. Dịch luộc á mọi người. Đi chung đấy, cơm mì xào đi chung đấy. Nam kinh nghiệm mấy năm rồi anh Nam ơi? Anh Nam kinh nghiệm mấy năm rồi? Ờ. Rồi năm 68 có là ti. Ờ. Nghiệm mới có 1 năm rồi à, 10 năm sau ta. Được không? Chỉ có 1 ngày nữa. Chào mấy trăm tiền người quay nha. Ừ. Trong 15 mình chơi rồi nó sôi mà không thổi. Đúng rồi, đúng rồi. Trời còn luộc mì nữa nha mọi người, mì xào luộc xíu cho chín xíu. Nghèo quá mà bếp nghèo cũng rách thôi cho. Đó đúng rồi. Giếp tàn cũng rách. Đâu giếp tàn đâu quay coi. Giếp tàn à. Đâu 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 đâu. Trời ơi giếp. Hình rách thế này. Đâu đâu. Đây rồi. Thôi đi đây, muốn ăn gì? Ờ. Ăn gì? Ờ. Thì muốn ăn thì tôi thử. Tới luộc mì á anh Nam ơi. Sao rồi? Rồi, sao dán cho tới luộc mì mọi người. Rất đơn giản quá. Nó chỉ cần lên luôn. Ờ, về đây. Luôn. Đây. Rồi, tới mì xào sẵn mọi người ơi. Tỏi rồi, cho tỏi vô thơm ha. Đây, mì tỏi rồi. Ô. Quá dữ ha. Không. Đây.
Đi cần tàu nha mọi người. Đây, rồi đi mọi người ơi, xuất sào mọi người ơi. Rồi, bỏ mì vô ra. Ê, thử nha mọi người, thử mọi người. Thử nha. Ê. Ôi ơi, ngon dữ vậy. Rồi. Rồi. Ra luôn. Ê đi. Ê. Xin chào ra nha mọi người. Đây. Rồi. Không nước muối không? Rồi, nước muối luôn. Xong. Thì giao hàng luôn mọi người ơi. Rồi, xong luôn. Rồi xong. Video tới đây kết thúc nha mọi người. À, mọi người thấy hay sẽ ủng hộ bấm đăng ký. Rồi, cảm ơn mọi người ạ. À. Mọi người thấy hay bấm ủng hộ đăng ký xem video kế tiếp ạ. À. Bye bye mọi người nha. Rồi, bye Nam ơi.